À, bên này. Không có nha. Lúc này bữa nay là bể chặn luôn này. Nhóc luôn nha, kể vậy bán cho con cháu dùng hai bọc con đưa tiền chứ. Rồi. Em một tô, em một tô 5.000. Tô 5.000 phải không? Rồi. Rồi tô 5.000. Kệ nóng kìa, chú phun ra cho. Bên lui á. Ôi một đôi này hết đó. À, bột chà bá lửa ơi. Đồ nóng quá vậy. Nóng lắm á. Không có cua, không có cua. Mình cua là phải có cua biển. Xa nghe nghe con, xa nghe. Xa đó, đó. Thì con một phần ăn ở phần ăn này. Nóng gì? Rồi. Con đợi chút nghe con nha, đợi chút nha. Con mới ăn rồi, đợi chút nghe cho bạn. Ngon. Vợ chồng mình xin chào cả nhà nha. Xin chào các cô chú, các anh chị thân mến nha. Ừ, hôm nay vợ chồng mình bán một món ăn rất là tuyệt vời, rất là ngon cho các cháu đây. Có số cháu chưa từng được ăn và có số cháu chắc cũng ăn rồi. Đó là món gì em? Bánh canh cua. Nhà một gỗ cua rồi nha. Đó, cua biển nha. Có sao nói vậy người ơi nha. Hôm nay là mình bán là cũng là một phần 5k cho mấy cháu. Mình xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình nấu bánh canh cua bán cả nhà ơi. Bánh canh cua thì mình ở đây mình có cua nè. Cua một gỗ luôn. Hồi mình luộc mình lấy thịt ra. Đây là chả cá, chả cá một hồi mình quết, mình chiên mình bỏ vô trong cái nồi súp á cho nó ngon. Ở đây mình cũng có huyết nè, huyết này một hồi mình rửa sạch sẽ, mình sắc nhỏ nhỏ ra. Xương hồi mình trụng mình bỏ, mình nấu, lấy cái nước ngọt. Cái này là trứng cút một hồi mình luộc, mình gọt vỏ ra. Mình có bột nè, một thao bột, chà bá luôn. Ở này bột gạo ha, ở này là bột năng, hai cái hồi mình trộn đều với nhau, đặng mình nhồi. Xin mời cả nhà cho biết mình nha. Chứ kêu mình luộc cua trước, mình làm cho nó chết rồi bắt đầu mình đi luộc. Rồi cua mình cũng luộc rồi nè, hồi nãy mình rửa rồi á, mình bỏ vô mình luộc nè. Quá trời ngon luôn. Cái này mình mua cua như là loại như cua xô vậy đó, rụng càng cũng có. Con này chắc lắm nè. Cái chân con vàng vàng nó chắc lắm. Rồi mình luộc cua cho chín luôn, rồi mình ra mình lấy thịt. Giờ mình chiên chả cá cả nhà ơi. Chả cá mình chiên bỏ thả vô bánh canh cua nha, nó phồng phồng nổi đẹp lắm nha. Chả cá nè, cua nè. Đừng có chiên giòn vàng quá, chiên gỗ. Cá nó phồng ngon quá cả nhà ơi. Chiên hết trên chả cá này mình nên thả vô nồi ha. Mình chả cá chứ. Chả cá này mình mua chả cá chẽm nè. Quết lại rồi mình ướp gia vị vô. Chả cá chẽm. Công đoạn như lắm các cô chú anh chị ơi. Các bạn mình xem được video này nhớ chia sẻ và like cho tôi có động lực để làm video mới nha. Nấu những món ngon hàng ngày cho mấy cháu như cho bà con hàng xóm dùng nha. Và giá hội nghị 5k 5k 5.000 Việt Nam đồng. Rồi ra đây coi ô dàn xe ơi. Quá tuyệt vời. Chắc nó chắc hơn cái kia hả? Mình bỏ vô cho máy là được rồi, đừng có vàng chứ. Chồng ơi. Gì? Chồng em đi gỗ cua này lấy thịt ra giùm đi. Lấy thịt hả? Ừ. Biết làm hả? Lấy hết gỗ cua luôn hả? Ừ. Lấy từ ngoe từ cái mu luôn hả? Ừ. Rồi ok, anh có cách lấy. Rồi mình sẽ lấy thịt cái con cua này ra nha cả nhà. Bây giờ mình nhồi bột, mình cho một muỗng muối ăn canh vô. Đây mình có nấu cái nồi nước sôi nè. Mình nhồi bằng nước sôi, mình chế vô hoài vậy. Mình nhồi bỏ cái bằng nước á, sôi vậy nè. Cái mình sắt bánh không có chảy. Chứ mình lấy chùng với em ha. Ừ. Nồi súp đây anh lấy ba cái mông cua chụp ra rồi cho ngọt em ơi nha. Ừ. Tại cái nước cua nó còn gạch á, một đống đó, đừng cho ngọt. Giờ mình nhồi bột cũng đã xong rồi nè. Nhẹ nhẹ hay vậy ha. Ừ. Nó vô khối chứ nó không có bị chảy. Giống như là bún như vậy ha. Ừ. À, đã quá. Còn hồi nước sôi đang mình sắc rồi mình bỏ vô. Giờ mình sắc một bánh canh vô các cô chú các anh chị ơi. Công đoạn này là cũng công đoạn hấp dẫn lắm nè. Ngon hay không là thôi, cộng bánh canh đó mình phải dai. Dai và ngon. Dai cũng đừng dai quá. Làm ở nhà thì thứ nhất thì nó vệ sinh, thứ hai nữa là nó rẻ tiền.
mình làm theo nhu cầu luôn, mình muốn ăn nhiều mình làm nhiều, thao bột chà bá luôn. Bây giờ mình xin phép mình tắt máy, mình tiếp vợ mình tăng. Dạ, xin chào. Bây giờ mình nêm gia vị, mình luộc bột rồi à. Mình cho hạt nêm 4 muỗng. Giờ mình cho trứng cút nè, chi chả vô. Cái huyết vô luôn. Này bà cua rồi, sao giờ bên này cho bà cua rồi. Còn nào bên đây chưa? Thì bà biết không? Bà biết đây không? Rồi hết rồi. Bọt mình hết rồi. Cho cua vô. Cho vào màu đều vô. Đây mình có khuấy bột năng nè. Mình đã vô cho ta. Nó sánh. Như vậy từ từ cho nó sánh lại. Nhìn cái nồi nào trước này trước không? Ừ, nồi đó trước. Rồi gần nhau ha. Gần lấy cái mâm đãi lên đi chồng ơi, rồi ra giỏ múc là khỏi ấy đâu, nó còn nóng mà, đâu phải nóng sức nó gì. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đứa nào đem về nè, ăn đây thì vô bàn đi, chúc kẹo bưng. Rồi vô đi. Con ăn ngồi với hành. Từ từ nha đó, từ từ nha. Chú khoai. Chú ơi, còn ghé không? Bụng đủ không? Bụng đủ không kìa. Còn ghé không? Còn không? Cái này cô đưa tiền cho con bé, tiền cho. Chưa đưa đâu. Trời ơi. Trời ơi. Đây ba người. Có đủ muỗng không mày? Ở trong nhà lấy muỗng mà ăn cả muỗng. Muỗng mà. Ngon trai. Cô hả? Cô gì nhỏ hả? Cô lấy thịt ra chứ đẩy nguyên sao tụi con ăn được. Cô lấy thịt ra. Dạ tôi con ngồi dưới đây kìa, chú Kiệt đem xuống rồi đưa tiền vô Kiệt nha. Rồi rồi khỏi đi trước đâu, khỏi đi trước đâu. Con đem bột đi về. Có ai có đứa nào? Sẽ đi nhà cái sao hết kia. Con không? Con tiền con không? Con đưa gì tiền cho? Quy bạn này khỏi đưa tiền phải không? Có mấy con đừng có đưa tiền, mấy con đừng đưa tiền xíu đưa tiền. Cho con đem bột đi về. Rồi. Ở bên này thằng bên đây cho đủ rồi. Bạn có mấy người, mấy đứa, bạn mấy đó. Hả? Em về không hả? Em về mà. Hai chồng ơi. Em đem đủ cho. Bên này. Chị ăn sao lên chị ăn cái này tầm bên kia. Cái lòng. Cái tưởng tượng nha, cô chưa ra vậy đó. Từ từ mới đo nha, từ từ nha. Thấy mấy giờ đi, thấy 4 giờ mình sẽ chỉ chị. Độ làm thì lâu lắm con ơi. Lâu lắm. Mấy bữa nay cô ra trễ nè. Cái này của ai em? Biết. Cô chồng lấy tiền chồng hỏi vợ. Bé này con ăn đây hết vậy? Đi qua nhà cái xa hết kia. Cho con em bột đi về. Rồi cô biết rồi, đợi cô con. Xe á. Từ nhắm rồi. Con trai. Rồi em đây rồi. Con cho con 4 phần đi. Rồi bây giờ đủ cho chồng. Thêm hàng nữa, thêm mà. Đủ chưa? Thêm cái nữa. Ở dưới nhà ăn lông đó. Ở đây nó ăn ngủ. Rồi. Chưa? Là đủ không? Là đủ rồi. À đó đem về đó, bắt đầu tôi nói về đó.
Nước gì ăn bi xa lạ hả con, vừa ăn không? Cái này của ai? Đủ rồi nè, vô bọc. Bọc hả? Bà hai giá tầm rồi. Đi học này phải không? Con mua đem bỏ đi về. Con đi quá cho bà già hối rồi. Trời ơi. Tầm em, mấy ba của ai đây? Đứa nào? Đứa nào cũng được chứ. Em bọc bọc nào, bọc của ai? Ai mua bọc đâu? Mua tô. Cái này bọc bọc. Con mua bọc. Con mua tô. Mua bọc cái gì? Để đây em đứng. Ủa chơi lô tô hả? Chơi. Đứa nào nói chơi lô tô. Em là lấy. Lấy mua lô tô. Lấy mua lô tô. Mua cho con chút mua bạn chút ăn. Mua một tô mà. Lấy một tô. Con lấy có bạn rồi. Mày dặn nghe mua. Mày dặn nghe mua. Mày dặn nghe mua. Chơi. Tao đem gì mua. À bên này. Con có nha. Con có nha. Con mua gói nha. Nè, rồi đứa nào mua bọc. Con mấy bọc? Con 4 bọc. Con bọc trước đây. Con bọc sao? Con bọc chưa từ lâu cháu đó. Chị đó nghe không? Ờ thằng nghe đi. Long với ngải à. Thì nào em đưa tiền cho nó cái lộn lum hết. Thằng Long mấy này thương con. Rồi 4 bọc nè. Con hết cái rồi qua nhà. Con ra con đây ăn rồi. Đây con Long có đi. Cảm ơn nó đi nha. Có ai bọc không? Có, bọc đây 4 năm bọc nữa kìa. 4 năm bọc nữa kìa. Ăn ăn bọc cái ngày đâu ăn. Đây 4 bọc nè. Long đi con. Dạ. 4 bọc. Con bé này 1 bọc không? Không phải. Con ăn đây bọc. Con 1 bọc. Con bọc hả? Con cho cầm tiền đi con, cầm tiền nha. Cầm tiền đi mấy đứa, cầm tiền đi. Đi cô bán nè. Rồi, con trả tiền rồi. Từ từ giống còn nữa kìa, để chú kia đem ra nữa. Chứ không hết đâu. Bữa nay là bán nhiều quá đứa mà. Cho bé này đi về, để cho bà ngoại ăn đi. Rồi tới xa ga mấy bọc. Rồi. Xa ga. Tên gì những ga được rồi. Rồi, rồi. Rồi, đây. Quá, nằm thằng ăn cho lợi đó, tao gì không? Đấy, con bỏ đó. Hai chục. Con sẽ ra nè. Gì đó. Con gà sao? Cái này là con gà hả? Mấy bọc, hai bọc hả? Hai bọc hả? Em một tô xài nè. Quá, bữa nay là quá luôn rồi, bữa nay là bể chặn luôn rồi. Nhóc luôn à, kệ, vậy bán cho con cháu dùng hai bọc con đưa tiền cho. Hai gà rồi. Em một tô 5 ngàn phải không? Đó, rồi. Rồi tô 5 ngàn. Nè chồng ơi. Chị Năm đợi em chút đi chị Năm. Xíu được ở trong này là còn nồi chị cho mấy đứa bé. Cháu rồi. Này có ai đây? Này có ai đây? Một bọc nè, một bọc nè. Mấy bọc? Một bọc phải không? Bọc đi về phải không? Rồi bọc về. Rồi bọc đem về. Rồi đấy. Con mua 5 phần. Rồi. Con mua 5 phần hả? Đứa nào một bọc. Đứa nào muốn bọc đâu? Ăn ở đây chưa? À, con đem về ăn đây. Con đem về chưa? Con đem về chưa? Rồi đem về đúng không? Đem về đi chưa? Ăn ở đây. Con ăn tô đi con ha. Dạ. Ăn đây tô chú ơi. Chú ơi con ăn một tô ở đây. Rồi. Và đem một phần về luôn. Con một phần về. Con phần về nè. Ăn một tô. Em một tô. Tô ăn đây, ăn đây. Chú ăn đây phải không? Ăn về. Ăn về hả? Sắp hơn 3 rồi sao đủ cho con? Ở trong nhà còn. Ông nhà còn thứ sáu ý nấu nhiều cho tụi con cho có nhiêu đây rồi không 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 nhà còn nhiều con nhà còn là bự nữa con ăn hai phần ở một phần đem về con mang về phải không con mua đây luôn chưa cạc miệt rồi cái này là bọc này của ai đứa nào này đem về ăn đây thì tô đem về ăn đây
một phần hai về mấy phần cho mình hai phần hai phần con ăn ở đây một phần rồi một phần đem về con mua nước luôn bạn này hỏi có nước ăn cực vào chạy cho chồng làm bình nước cho mấy anh uống cho con tội nghiệp mấy anh không có lấy tiền đâu muốn thêm vào đây bao một phần gì cho con ăn ở đây đứa thằng ăn ở đây đứa thằng ăn ở đây con nè con nữa con nữa con nữa con nữa con nữa con một phần ăn ở đây cô ơi con một phần đem về một phần ăn ở đây cô ơi đây con đụng cô một phần con đem lại về cô một phần đi một hồi bán hết con một phần đừng hối con trai ơi nè con em gan mà gan màu nữa kìa chú đem gan màu nữa kìa cô múc một tơ ngọt rồi đừng có hối đâu còn gan có khoa không gan mang gan màu lắm con một phần đây cô chú đem gan màu nữa kìa nè cho con bé bự nè ăn đi nè bỏ tiền vô cho con đi rồi con nữa con mấy phần đem dễ ăn đây ăn đây rồi 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 tại chú con cái nha chú đem gan cái nữa là đó cô ấy kìa. Con ngồi nhà nữa kìa con ơi, bữa nay con nấu nhiều. Đây thứ 6 mà mốt tụi con lại ăn cô nấu nhiều vậy đó. Nha. Trời đi về rồi không có tội nghiệp. Thôi phần phần đi. Cái một phần nóng kìa bên lui á con đồ này hết á con chồng á nóng vậy nóng rồi bữa nay về thấy không cua thấy không cua đâu phải không không có cua mình lên cua là phải có cua biển xa ra nghe con xa xa nghe con một phần ăn rồi phần ăn này con đợi chút nghe con nghe đợi chút nha con mới ăn rồi đợi chút rồi cho bạn ăn ngon quá ngon ngon con về ha rồi này có ai bọc mang về của đứa nào đây không đứa nào được hỏi đứa nào lấy con đem mang về không con mang về thì con ăn ở đây thôi chú ơi rồi ăn ở đây cũng được ở đây nóng ngon hơn đem về sân nguội em quay em lại là em làm ở đây cái em ơi cho mấy cháu cái đợi như vậy kìa con mũ nhà hết hả chồng tô mũ tô mũ trong nhà hết hả còn không hết rồi bé cái tô của con còn bà có ai có ai đâu biết cái chuẩn rồi còn chưa lấy cái tô công đoàn này chồng ơi còn lấy mũ không chồng ơi đợi chút nha con ăn đây có ai đi về luôn không không ăn đây không hả có vậy sẵn hả có năm phần đi về đi sẵn hai giá cầm ở chỗ cá rồi đợi ý cái đi hối hồi ý không múc cua cho năm phần con một phần ăn ở đây một phần ăn ở đây phần ăn đây rồi bỏ đi cho con đi con rồi cảm ơn nha đi sáng này ăn tiếp nha tao ở đây nè rồi bỏ tiền vô cho cô đi con ê chứ đi bỏ lưới túi nó đặt nữa đặt vỏ một phần ăn ở đây em một phần ăn ở đây ăn đầy rồi cô làm điều cho của con đi về phải không của con đi về phải không nè con lấy tập bỏ vô con đi về đi rồi bỏ vô cho cô đi con rồi cảm ơn cô nha chết rồi không có mũ còn mũ nữa trời chết rồi hết mũ rồi sao mấy bé này ăn ta cô hai phần không gì tính ơi nhưng mà nhớ cô ba phần như vậy và mọi người ăn ở đây rồi nè tôi ở đây nè tôi được khỏi rồi rồi đi ăn chưa đi ăn chưa mua mấy cái mua mấy cái một phần ăn phải rồi ăn ra xíu mà có mấy người đấy đang cô muốn nè cô không ta đói nè rồi im 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 lấy muỗng nè đưa phần này cho bé ăn ở đây đứa nào đứa nào ăn đây con này con ấy ăn đây nữa không con, rồi cảm ơn mấy con nha rồi cảm ơn mấy con nha rồi bắt đầu làm cho tụi nó ăn đây thôi đi em ơi rồi kìa vô bọc cho đi về kìa về đi con để bữa thứ 6 lại nha bữa 6 lại ăn món mới ngon nha rồi mỗi ngày là một món cho tụi con
Cái này cha con đem về hả? Ăn ở đây nè. Ăn ở đây. Đem xong. Đây, ăn đây là thối năm nè. Phần về luôn rồi, phần đi về luôn. Hai đứa đủ rồi. Sao? Mày có mua làm gì? Mang về hả? Một phần năm về phải không rồi? Nãy con trả tiền cho con 10 ngàn rồi. Rồi. Này quá dữ rồi, nó bảo trời. Còn đứa nào ăn đây làm ăn đây cho rồi đem ơi. Còn đứa nào ăn đây không? Không, con đem về. Rồi làm cho cháu này ăn đây cái nè. Chú ơi, nãy con trả tiền rồi. Rồi. Cháu nè ăn đây cái đi, cô nè, cô hai ơi. Chú thứ sáu tuần sau là mì xào ấy chú. Rồi mì xào hải sản phải không? Dạ. Rồi mì xào hải sản. Tuần sau mì xào hải sản, đứa nào muốn ăn gì nói. Mì xào. Này, biết ăn bánh mì xào. Biết. Rồi là bánh mì xào luôn nha. Mì xào ấy chú, tuần sau là. Là bánh mì xào nè. Rồi ai đã về, đứa nào đã về. Con đem về một phần. Dạ một phần qua bây giờ bé nè, một phần là xong phải không? Còn ăn đây chưa? Ăn rồi phải không? Dạ. Rồi. Có nước không chú? Rồi nước bây giờ đem ra tới kìa con. Rồi. Rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Rồi, cảm ơn mấy con nha. Về nhớ con má lát tình quê nha. Rồi, với tiếng gà chưa nè, con ăn đi thôi vậy. Con má đi, con má lấy tiền quê nha, tiếng gà chưa rồi nghe tụi con nha. Ủng hộ chú đây, có tiền chú mua đồ chú làm cho tụi con ăn hoài. Con hai phần đem về chú không? Con có lưng làm gì? Chú rồi hai phần nè, rồi có hai phần nè. Cho con xin đổi tiền. Đổi tiền gì đó con? Đổi tiền gì con? Đổi tiền gì? 5 ngàn, rồi chút xíu đi con. Dạ, điện thoại. Rồi đứa nào đem về, đứa nào đem về. Đứa nào đem về? Con không? Con nào đem về? Con đem về, mấy phần? Hai phần. Con 5 phần? Con 3, 2, 3 không phải không? Đen trắng hơi đợi ý chút nha con. Đen trắng lại chưa được ăn giờ rồi ơi. Đen trắng à? Mãi là gì? Chú con gì chứ? Rồi, cảm ơn tụi con nha. Rồi mai lại tiếp nha. Hai phần. Nè. Ờ 16 sáng từ sau 16 sáng. Chú ơi, gì con? Cái nữa. Cậu mang về mang gì? Ba cái hả? Rồi, để cho chú một. Cả bản nè, ngon lắm á. Rồi 5 cái. Mấy giờ rồi? 1 2 Ủa ai mang nhiều vậy? Ba cái của ai? Đứa nào mang về ba cái? Đứa nào về ba bọc? Ai mang về ba cái cậu? Con mấy bọc? Con 4 bọc hả? Con 3 bọc, con 3 bọc nè. Hả? Rồi. Con 5 rồi, giỏi mấy đứa giỏi rồi. Múc cho hai đứa 2 chén rồi luôn kìa, cho chú 5 kìa. Chú bán cho mấy bạn chứ thằng bọc sao? Để dưới đây con. Con phần đem về nha. Chút xíu con. Con mấy phần? Hai phần. Con một phần đem về. Quá tệ. Một phần đem về. Cháu trai hai phần đem về nè. Một phần đem về chú ơi. Một phần đem về chú ơi. Rồi để một phần đem về chú ơi. Để chúc em mấy con. Rồi ơi. Đem về đi. Rồi. Đó, thật cả. Cua là cua. Chị săn thịt đây chú ơi. Quá ngon rồi. Ôi, cua kém. Con ăn chưa? Ăn rồi. Ngon không? Cảm nhận ngon không? Vừa miệng không? Con chưa có. 10 điểm luôn chú ơi. Con phần làm về. Rồi. Con 5 phần phải không? Dạ. Rồi con 5 phần. Con 5 phần cho bé về đi chồng. Nó lại lâu nè. Giờ lâu lắm rồi đó. Rồi vậy thôi. Con đợi cho em 5 cái thằng ấy với con nha. Để cho bạn tặng 5 phần về đi con. Cho bạn chứ nha. Cho bạn 5 phần về đi thôi, từ giờ lâu rồi. Nghiệp bạn. Còn Tứng này, thầy Tứng này mà hàng đắt ghê, mai về vô nói thầy Tứng mà hàng đắt quá nha. Món này tất cả ở Mỹ Tho. Cái món này dùng quê mình ít bán lắm coi, tại vì nó mắc tiền ít bán lắm. Cái này chắc chắn ở Hà Nội à. nhiều khách quá chú ơi. Con về nhà luôn chú ơi. Không phần đem gì. Rồi. Cô ý làm liền cho. Nè, cô ý làm liền cho, làm cho bạn. Bạn 5 phần về trước đi. Ta 5 phần gần đó. Tháng chào 10 triệu á, 10 tỷ á. Để cho mày nè con. 5 cho chồng. 4 cái nữa 5. Cho bé 5 phần về đi. Bắt 5. Ở đây chị 5 đợi ơi, giờ cứu hồn. Nhường đó không?
cái chuột cái chuột kêu con mẹ con đi sao đem về chuối này năm phần đúng rồi nè này năm phần con đâu năm phần con còn một phần này cho con đem về rồi trời ơi cứu con hai à phần này cho con đem về chưa rồi 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 cho con nếu mà ăn tòn á là bán tiếp vợ rồi mình không có quay phim cặn kẽ cả nhà xem cái nhà mình thông cảm nha cho cháu nó quay rồi cảm ơn tụi con nha mai ủng hộ nữa nha 4 giờ ra rồi đủ chưa rồi ai đứa nào mấy vàng hả có mấy vàng con để cho anh em hai phần cái con em lại chút nha tại nó mới lại chưa có ăn uống gì hết rồi nóng hổi luôn nóng hổi với thôi thì hỏi rằng luôn đây con hai phần này con rồi thôi thì con một phần hai rồi em này một phần em về nữa nè không cầm tiền đấy chừng nào đưa hàng là đưa tiền nhận tiền là ok nè cho mày chứ ừ. Kỳ nè ờ của chị năm mấy kim sao đúng chưa chồng đúng rồi đúng chưa đúng của chị năm mấy chị năm rồi về rồi có hai phần không con gái này có phần nào không có về không rồi hả ngon à trai có phần nào không hả hả cái đem về phần nào không có mua về cho nội không cái đó trai à, không trai này hai phần rồi rồi tới chị nằm đó tới chị nằm đó rồi khỏe rồi rồi cảm ơn con rồi ấy luôn không có lòng ấy đâu dễ vậy bánh canh cua biển ơi bánh canh cua chả cá xương heo mới vừa nói ấy tôi đóng rồi vậy sao rồi bây giờ có ai cô năm hả cô năm ba bảo à, làm năm ba bảo bánh canh cua hiểu bằng không bác ơi rồi về khỏe tôi nghe nha rồi về khỏe nha mấy đứa tăng 1-2 nồi hết trơn rồi cả nhà mau lẹ nhanh gọn lẹ chạy nước hả à? Chạy nước hả à? Rồi mua nhầm cái thùng giỏm rồi không bữa nay có trật tự mới giáo có trật tự không có lu bu mà không lu bu quá bữa nay có thầy lại không với số lượng nhiều á nó không có sợ hết đâu mà bữa sợ hết lu bu nè chứ nào toàn ngồi ăn đi không ít lòng con hai đứa lên ba phòng năm nhiều đấy cười xin em